Nóng, thầy cũ của Hazard và De Bruyne muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, Hoàng Đức có cơ hội dự SEA Games 32. Truyền thông Indonesia mơ về viễn cảnh huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Quang Hải gặp bất lợi tại cuộc đua của bóng vàng 2022. Nóng, thầy cũ của Hazard và De Bruyne muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Theo những thông tin mới đầy nhất, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ là Mark Wilmots đã ngỏ ý muốn được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi ông Park Hang-seo rời ghế huấn luyện viên trưởng. Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn đến từ nhiều nhà cầm quân trên toàn thế giới kể từ khi mà VFF thông báo huấn luyện viên Park sẽ nói lời tạm biệt với đội tuyển Việt Nam hậu World Cup. Một số huấn luyện viên từ châu Âu đã xin ứng tuyển, có thể kể đến như là cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Iran là Dragan Skocic, Slaven Sledežić của U17 Bayern Munich, Robert Ronetski, cựu trợ lý của đội tuyển Croatia, cựu cầu thủ của Barcelona và Real Madrid, hay Božidar Bandović, cựu huấn luyện viên trưởng của Olympiacos. Mới đây nhất thì trong số các ứng viên ứng tuyển đến vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam còn có cả huấn luyện viên trưởng Mark Wilmots. Ông Mark Wilmots chính là người từng dẫn dắt một thế hệ ngôi sao nổi tiếng của đội tuyển Bỉ tại vòng chung kết World Cup 2014 cũng như là Euro 2016. Có thể kể đến như là Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Arsene Witsel. Ông dẫn dắt đội tuyển Bỉ trong vòng 4 năm từ 2012 đến 2016 và từng đưa đội tuyển này nắm giữ vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA. Cả hai giải đấu lớn nhất mà ông dẫn dắt đội bóng cùng đội tuyển Bỉ, ông đều đưa Bỉ vào tới tứ kết, nhưng rõ ràng là với thực lực của họ thì việc chỉ vào đến tứ kết là một thất bại. Ngoài huấn luyện viên của đội tuyển Bỉ, ông Mark Wilmots cũng đã cầm quân Shakhtar 04, Zenit Tridin, đội tuyển bờ biển Nga và đội tuyển Iran trước khi dẫn dắt câu lạc bộ của châu Phi là Raja. Cũng tại câu lạc bộ của Maroc này, huấn luyện viên Mark Wilmots chỉ nhận mức lương khoảng 36.000 đô la một tháng, tương đương khoảng 500.000 đô la một năm. Đây là một con số khá dễ chịu đối với VFF. Sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Raja, hiện tại thì huấn luyện viên này đã thất nghiệp kể từ tháng 2 năm 2022. Quang Hải và Hoàng Đức có cơ hội dự SEA Games 32. SEA Games 31 tiếp tục chứng kiến thành công vang dội của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng, trước chủ nhà thâu tóm 2 tấm huy chương vàng danh giá ở cả nội dung bóng đá nam và nữ, đồng thời dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương khi có được 205 huy chương vàng, gấp đôi số huy chương vàng của đoàn Thái Lan. SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại Campuchia, mục tiêu của bóng đá Việt Nam không gì khác ngoài duy trì thành tích giành 2 tấm huy chương vàng bóng đá nam và nữ. Mới đây thì bóng đá Việt Nam vừa đón nhận tin vui tại SEA Games 32 từ ban tổ chức, giúp cho kế hoạch bảo vệ tấm huy chương vàng danh giá thêm phần thuận lợi. Theo đó thì ban tổ chức SEA Games 32 cho biết, cầu thủ quá tuổi tiếp tục được sử dụng trong thành phần lực lượng tham dự môn bóng đá nam. Với việc môn bóng đá được sử dụng cầu thủ quá tuổi thì những Quang Hải, Hoàng Đức sẽ có cơ hội tiếp tục được dự SEA Games 32 và có cơ hội sở hữu tấm huy chương vàng quý giá của kỳ đại hội lần này. Ở SEA Games 32, ông Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam. Thay vào đó, ông Gong Wonkin, sinh năm 1974, là đồng hương của huấn luyện viên Park Hang-seo, sẽ cầm U23 Việt Nam tại kỳ đại hội tới tại Campuchia. Trong suốt sự nghiệp huấn luyện kéo dài hơn 10 năm, huấn luyện viên này có ít nhất kinh nghiệm làm huấn luyện viên trưởng. Thay vào đó, ông thường đảm nhiệm vai trò trợ lý hoặc dẫn dắt đội tuyển trẻ. Vị chuyên gia này đã từng làm huấn luyện viên trưởng của U18 Hàn Quốc, làm trợ lý tại các đội U17, U20 và U23 của xứ Kim Chi. Ngoài đội tuyển Indonesia, ông Gong Onkin cũng từng làm việc ở một môi trường ngoài Hàn Quốc là câu lạc bộ Shenzhen của Trung Quốc. Truyền thông Indonesia mơ về viễn cảnh huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Sau khi mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo tuyên bố trên đài CBS của Hàn Quốc rằng ông sẽ không bao giờ làm việc tại Hàn Quốc và Việt Nam nữa, kênh CNN Indonesia đã bàn tới khả năng nhà cầm quân 65 tuổi này thử sức tại xứ vạn đảo. CNN có viết, như đã biết thì hết World Cup 2022, ông Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam và khép lại hơn 5 năm đầy thành công. Thương hiệu của ông luôn là rất lớn và không loại trừ khả năng vị huấn luyện viên này sẽ được nhiều đội bóng trải thảm đỏ mời chào. Bởi nhà cầm quân Hàn Quốc vừa tuyên bố trên đài CBS rằng ông sẽ không làm việc tại Hàn Quốc và Việt Nam nữa, trong khi vẫn tiếp tục cân nhắc các đề nghị đến từ một quốc gia khác. Tuyên bố này khiến cho không loại trừ khả năng ông Park sẽ nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia trong thời gian tới đây. Hơn nữa, Shin Tae-yong đã nói rằng ông sẽ từ chức nếu như chủ tịch VFSI Mochamat Iriawan tiếp tục rời vị trí của mình. Mà với sức ép hiện tại, nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra. Một khi vị trí dẫn dắt các đội tuyển của Indo bị bỏ trống thì cái tên Park Hang-seo sẽ là một phương án tuyệt vời. Dù biết những gì mà CNN Indonesia đưa ra vẫn chỉ là phỏng đoán,
và phải hội tụ nhiều yếu tố thì giấc mơ của họ mới có thể trở thành hiện thực. Nhưng rõ ràng không gì là không thể trong bối cảnh đang có nhiều kịch bản chờ đợi bóng đá Indonesia như hiện tại. Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong cũng nằm trong bản danh sách dài các ứng viên có cơ hội kế nhiệm thầy Park ở đội tuyển Việt Nam. Nhìn chung thì mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra một khi ông Lee Ah-won rời PSSI, có nghĩa là quân domino đầu tiên ngã xuống. Quang Hải gặp bất lợi lớn tại cuộc đua cầu bóng vàng 2022. Nếu như không thể tham dự AFF Cup 2022, đây sẽ là bất lợi không hề nhỏ của Quang Hải trong cuộc đua giành cầu bóng vàng Việt Nam. Vào buổi sáng ngày 27 tháng 10, cuộc họp báo giải thưởng cầu bóng vàng Việt Nam đã chính thức được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau một năm bị hoãn vì điều kiện khách quan, những giải thưởng thường niên như cầu thủ nước ngoài xuất sắc, cầu thủ trẻ nam xuất sắc và cầu thủ trẻ nữ xuất sắc sẽ quay trở lại trong cuộc bầu chọn năm nay. Theo ban tổ chức giải đấu thì danh sách ứng viên cầu bóng vàng Việt Nam sẽ được chốt sau khi AFF Cup kết thúc. Cụ thể thì phiếu bầu cầu bóng vàng Việt Nam sẽ được chốt lại vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, tức là ngay sau khi trận chung kết AFF Cup 2022. Là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cầu bóng vàng Việt Nam 2022, Quang Hải vẫn chưa thể chắc chắn có thể góp mặt tại AFF Cup bởi đang là thành viên của Pau FC thi đấu tại giải Ligue 2 của Pháp. Nếu như không thể tham dự AFF Cup, đây sẽ là bất lợi không hề nhỏ của Quang Hải trong cuộc đua giành cầu bóng vàng Việt Nam, bởi cựu tiền vệ của Hà Nội FC đang tỏ ra có phần lép vế so với những Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Quyết và Tiến Linh, những hào thủ đang tỏa sáng tại V-League. Dự kiến giữa tháng 11 năm 2022, ban tổ chức gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đều quý đại biểu là các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên các đội tuyển, huấn luyện viên đội trưởng các câu lạc bộ V-League, đội nữ, đội Futsal cùng với đại diện các cơ quan báo đài trên cả nước.